Quả đếm xì hay. Ê, từ từ đợi tao tí. Nhớ cái quả tao bảo là thuê thằng da đen làm video cho Remind không? Có Yeah, à, hình như chúng nó làm có xong rồi hay sao ấy. Hình như chúng nó à. làm xong rồi. Như Thế anh đành ấy. vãi lu... Con mẹ mày. Tài tài tài. Nhanh vậy. Con mẹ mày nó viết tiếng Việt luôn kìa. Tại vì thằng Phan Hoàng nó phải điền vào cái đấy đúng Play that shit. Happy birthday dì Mai. Play that shit bro. Chuyện cười mãi đỉnh. From CKG with love. Nhanh nhỉ. Con mẹ mày. Ôi mấy thằng này chất lượng mày phải đánh giá chúa 5 sao Phan Hoàng. Yes, yes, yes. Ê, mẹ nó đán từng đồng cắt. Mỗi thằng gửi tao 120.000, mỗi thằng gửi tao 120.000 nhá. Được. Cô mẹ mày tuyệt vời. Tuyệt vời. Best birthday gift. Hay. À, nhớ tao quen được số văn hóa quen ai cơ quen ông mày biết mày quen tao á. Tao chỉ nhớ lần đầu đi xem phim Ham Come Up tao kiểu mẹ thằng tao đây bạn hiểu không? Ok mày mà sao tại sao là bạn của Hiếu lại là một điều tệ như thế? Ở lúc đi cà phê chỗ mèo trên Đà Lạt thằng Sa Trần tao bỏ tao một quả sắm. Có bao giờ nó không tặng chúng ta những quả sắm không? Nó gọi anh em lại không? Nó hình dập to phải thấy. Mày nhớ hộp Premier Fest không? Anh em đi vệ sinh nhá. Cả lũ đi cùng nhau. Đừng hỏi sao. Để mày đến gần cửa phòng vệ sinh tự nhiên mặt nó căng á. Nó bảo đây đây chúng mày lại. Nó pẹt phát. To vãi rồi tao còn giữ clip mà. Tao định làm gì nhỉ? À đúng rồi. Sục. Chéo. Với tao. À không. Không. Mày muốn ý. Tao thật mẹ mày muốn mới nói mẹ. Tao muốn. Kiểu tao đánh giá đâu thề. Có khi tao còn mẹ. Còn tao thông cảm. Tao đồng ý. Mẹ mày muốn mày nói mẹ. Nhưng mà tao không hiểu không? Anh em hiểu. Lúc tao bảo Hoàng nói kéo tao thấy mày đứng lựa lúc chắc chắn là mày muốn rồi. Nhưng mà tao không muốn. Muốn là chơi được xấu xấu quá quỷ khổ á. Tao muốn mày chỉ cần nói thật một câu thì tao làm liền rồi này. Ok có tao muốn mày thật muốn sụp vãi mày mày gắt hiển mày bay sụp vãi gay á gay vậy một cây gay I'm gay anh Long ơi mày biết to tao nghĩ lại lẽ là không nên. Nên gì? Chụp chéo. Chụp hay mà. Thôi công nhận đi chứ. Không nhận đâu. Nào, sao công nhận chụp chéo hay hả? Mẹ thật từ gay. Gay chúng mày công nhận mà. Mày nói gì? Mày chỉ bảo là bọn tao chỉ nói là kéo hay đúng không Hiếu, Hiếu công nhận đi. Mày không nhận nhưng bọn tao công nhận kéo hay không? Gài không? Mày không? Mày phát hiện là Desmond Vũ gài. Mày Vũ đang Facebook Desmond Vũ công nhận sự kéo hay. Ok. Số cái nhận này tao book mày. Mấy thằng sự kéo không bao giờ lên book. Mày chúng nó lên mọi em. Yeah. Wow. Mày thật sự kéo. Mày thật sự kéo. Mẹ, thằng em té. Anh chửi nó thoát mẹ. Mày chúng mày xúc phạm sở thích của Sang Trần. Nên không nói người ta là gay. À bạn sử dụng chéo. Mẹ hỏi Sang. Mày có hỏi gì bạn sử dụng chéo à? Thằng Sang rồi quay lại đấy. Thằng Sang nói gì mới đi ra đi vào. Chích sử dụng chéo. Nhà nhìn mấy thằng kéo hay EV nhá. Có nghĩa không hiểu mày hiểu thích dùng kéo mày nó được. Người im lặng nhất xuống chéo nhiều nhất. Tao từng xem một cái con mà đứa con gái này nó tàng hình xong rồi hai thằng này mày xem quá.
You lost me at the first sentence. Qué debido. Me caigo. 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 Me Gex say. Mày xem say cái coi. Có hai thằng bạn gay của tao, chúng nó thích nhau nhưng dám nói với nhau. Cái tao đứng ra tao làm cầu nối một cách tao truy xăm chúng nó. Chúng nó quay nhau phía đen. Mày thực sự làm cầu nối luôn à? Chẳng quan có thể mày. Ơi, chứ tao phải tao gay thì tao phải muốn giúp hai bạn gay của tao. Ê, hai người... tức là như là kiểu một thằng beat mày xong mày buộc thằng kia, tức là thằng này đủ rồi. Sau hai chúng nó nhìn nhau mày hả? Đấy, chúng nó thích nhau. Rồi. À. Quay lại rồi. Thì thoảng sẽ tìm được hai Dragon Ball của Bulma với cả Chi Chi các thứ rất là ok, nhưng mà để mà tìm được thì phải lướt qua một đống Goku X Vegeta tai. Xem quả Garfield với Vegeta kìa. Ai lấy cái gì đó? Garfield. Con mèo ấy. What the fuck? Internet kỳ lạ quá. Những cái thằng nào mà nó stream chỉ để nhận donate là tôi rất là thấy rất là tức nhá. Đặc biệt là những cái thằng mà nó muốn nhận donate đến cái nỗi mà nó còn đặt hẳn một cái kiểu mục tiêu, chẳng hạn một cái mục tiêu như kiểu là một cái mục tiêu có hội viên đăng ký vào cái kênh YouTube của mình chẳng hạn, xong rồi được 1102 trên 1125 hội viên chẳng hạn. Mày stream về vì đồng tiền ấy. Tùy tâm một tí xem nào. Nhưng mà tôi cá là mấy cái thằng mà nó stream theo cái kiểu đấy á, là bây giờ nó chỉ ước là cái thằng hội viên này nó đầy thôi. Anh. Và cái thằng hội viên này nó chuẩn bị đầy, nó đang càng gầy, nó càng tiền đầy cái bức đầy hơn khi mà cái đèn nó vừa đổi màu và ô văn kê. Xin cảm ơn bạn stream 1.2 rất là nhiều. Nếu mà ai có ý định sau này định làm streamer ấy, thì một cái phần rất là quan trọng của livestream đó là phải giữ cái kênh chat nó hoạt động liên tục. Đấy. Cái kênh chat nó phải hoạt động liên tục thì mình mới có cái để tương tác. Và nếu mà kênh chat nó đang không có nhiều người chat vào lắm, các bạn học hỏi tôi này. Tôi không thấy Jojo hay. What are you saying? Các bạn thấy kênh chat nó nhảy như thế nào chưa? Đấy là cách để livestream. Và bây giờ các bạn ở trên stream sẽ không thể nào hiểu là tôi vừa xong là tôi nói thật hay là tôi nói đùa. Khoan nói về show là nó có hay hay không, nhưng tôi có thể công nhận là nhạc Jojo thì hay, nhạc Jojo rất hay. Cái này là tôi nói thật, đấy, cái này thì tôi nói thật. Bây giờ xuống kéo vào trong chuyên kìa. Cô giáo cấp 3 nói tao đi mẹ loại mày ra đường thì có xuống chéo. Bố mẹ tao bảo hồi bé bảo tao là mày không giỏi ấy, nhìn như chú kia này. Mẹ trẻ con nhìn sang sang chỉ. Chú ấy xuống chéo mày. Mẹ